Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Tôi ở Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh, em là chủ sở hữu kênh YouTube này cùng với hệ thống trang web hàng Nhật giảm giá.com và trang Facebook hàng Nhật giảm giá.com. Thì hôm nay em quay cái video này là cái video cuối cùng của năm âm lịch 2022 và cái chuẩn bị bước sang năm 2023 rồi anh chị ạ. Đấy thì cái video này em được thực hiện tại nhà em tại Nhật anh chị nhé. Ở đây em sẽ báo giá một số cái mặt hàng như trên màn hình quý vị anh chị nhìn thấy. Thì trong cái năm 2022 vừa qua thì em thực sự là rất 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 cảm ơn anh chị và các cô chú đã ủng hộ em rất là nhiều hàng. Thì em gửi về Việt Nam bằng cả đường hàng không và đường biển với cái số lượng tương đối là lớn. Đó, đối với em. Thì một lần nữa em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người chuẩn bị sang năm mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe cùng với gia đình. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết những cái mặt hàng ở đây để báo giá cho mọi người bằng đường hàng không là chính mọi người nhé. Đường biển thì anh chị nào quan tâm có thể nhắn tin cho em để em báo giá và đường biển cho mọi người nhé. Đây là cái thông tin liên lạc của em. Thông tin liên lạc của em đây. Đó, cái trang web hàng Nhật giảm giá.com này và hai cái số Zalo này cùng với cả cái trang Facebook hàng Nhật giảm giá.com. Đó, anh chị có thể tìm hiểu về em ở trên các cái thông tin ở trên cái danh thiếp này anh chị nhé. Rồi ok, em sẽ bắt đầu em quay cái video ở đây. Thì ở trong đây thì có những cái mà em đã bán và có những cái anh chị đã chốt rồi và cũng có một số cái thì là còn, đa số là còn anh chị nhé. Thì anh chị cùng quan tâm đến những sản phẩm này chúng ta hãy cùng theo dõi. Đầu tiên anh chị hãy cho em một nút thích video nhé. Anh chị nào mà gọi là có thời gian thì có thể chia sẻ giúp cho em với. Ok, đầu tiên em sẽ quay cái âm ly nào nhỉ? Âm ly Luxman này. Cái này là âm ly Luxman L505S anh chị nhé. Cái này có cả điều khiển và sổ sách đây ạ. Nó cái này hình thức của nó cực kỳ đẹp, không một vết xước anh chị ạ. Nó em không có cái bàn để đặt lên ấy, nhưng mà em đặt ở dưới cái nền nhà em thì nó cũng rất là sạch sẽ và nhìn cũng cũng tỏa ra được cái gọi là cái độ đẹp của nó đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà đặt trên cái bàn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Rồi em bắt buộc phải đặt lên bàn anh chị ạ, phải đặt lên bàn để cho anh chị thấy được cái toàn cảnh hơn. Chứ để bên dưới nhìn nó hơi bị lom rom quá đúng không ạ? Đây em đặt lên bàn nhưng mà em xin phép cũng đã thử cái đĩa CD bằng cái đầu Sony kia nhưng mà em xin phép được tắt cái nhạc của nó đi và em ghép cái nhạc không lời vào anh chị nhé. Bởi vì là nếu mà để nhạc có lời của đơn nguyên ấy thì sẽ bị bản quyền. Đó, thì đây là cái đồng hồ vu của cái âm ly Luxman L505S. Đang vẩy rất là đẹp đúng không ạ? Lưng đây ạ, không một vết xước anh chị nhé. Đó, hai hồi này. Nói chung là em đã lấy về để bán lại thì nó sẽ khác, rất là đẹp thì em mới dám lấy. Nó mà có một cái vết gì thì em sẽ khó mà dám bán đúng không ạ? Đó, cái đầu CD nó quay nhìn rất là ngộ nghĩnh. Em chuyển bài đây. Nó chuyển sang bài 5. Cái này hoạt động hoàn toàn bình thường và chất lượng. Đó. Cái này em đi đường hàng không về tận nhà cho anh các chị là 34,5 triệu. Cái này có hai cái đồng hồ vu. Thì là cái âm ly này cũng như là các cái loa này thì tất cả em đều thử ở trên cái trang Facebook hàng Nhật giảm giá.com. Thì anh chị có thể vào đó để xem các cái video test ở trên đó. Anh chị nào xài Facebook thì ghé vào đó giúp em. Bởi vì nếu mà em test mà nhạc ở trên YouTube ấy thì thường sẽ bị đánh bản quyền cái kênh YouTube của em đó. Đó. Do đó em sẽ test ở trên Facebook anh chị nhé. À đây đây còn là đây là cái gì nhỉ? Cái chìa khóa ở cái loa Tanloy GRF Memory đấy anh chị. Em lấy hôm nọ ấy. Nhưng mà cái loa đấy thì em không mang vào nhà em được bởi vì là nhà em nó có cái bậc thang để lên được nhà ấy. Nên là em phải mang ra kho em để em ra đó em đóng luôn và gửi về luôn chứ không mang về nhà được. Đó, đây là chìa khóa của nó anh chị nhé. Quá khủng, cái loa đấy nó khủng long lắm anh chị ạ. 62 kg một chiếc, chưa tính đóng thùng. Ok ạ.
Em tiếp tục quay video. Đây là một combo hai cái loa 121 quả chân và cái đầu CD kiêm âm ly luôn anh, không cần phải thêm cái gì cả, chỉ cần như thế này và cắm vào là nghe ok đúng không ạ? Đây em bật lên đã. Mở ra này. Nó cho đĩa vào là ok đúng không ạ? Cực kỳ đẹp anh chị nhá. Không một tì vết nào cả. Cái đầu này cực kỳ luôn. Cái này cả cái đầu và cả cái cặp loa có chân này em gửi về Việt Nam bằng đường hàng không cho anh các chị là 14 triệu 800. 14 triệu 800 về tận nhà cho anh các chị. Em mà nghĩ là không thể nào mà có được một cái bộ nào mà kiểu như thế này. Mà giá này như thế này em nghĩ cũng chỉ em cũng chỉ lấy được một bộ như thế này thôi anh chị ạ. Em cũng chỉ mua được một bộ như thế này thôi. Đó anh chị nào mà nhìn rất là ưng thì hãy chốt ngay, bởi vì em nghĩ là sẽ rất là nhanh. Cái bộ này sẽ rất là nhanh được các anh chị quan tâm. Bày ở phòng khách cũng được mà bày ở phòng ngủ cũng rất là ok đúng không ạ? Nhìn nó rất là đẹp. Cả cái 363 cũng như vậy, cái loa 363. Rất hợp lý. Hàng Mỹ. Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Mặt lưng của nó như thế này luôn. Sáng bóng, gọi là phủ meca rất là đẹp. Đây, phía sau em đấu cái loa bằng cái cổng bắp chuối. Âm ly cũng như vậy. Cái dây bắp chuối này này em cũng bán, anh chị nào mà mua thì em cũng bán luôn. Đó. Phía sau có cả cổng optical. Quá ok luôn. Và nhận xét của em là nó cái bộ này cực kỳ hợp lý anh chị nhá. Rồi em sẽ quay cái đồng hồ nào. Cái đồng hồ này thì rất là đẹp. Em cứ quay cái nọ sọ cái kia nhưng mà anh chị thông cảm giúp em nhé, vì là nó nhiều mặt hàng quá ấy. Seiko của Japan này. Đây. Cái này giá gốc khi họ bán ra là 18.000 yên chưa tính thuế, tính thuế vào là 19.800 yên. Đó. Tức là khoảng 3 triệu 8 gì đấy. Bây giờ em bán về Việt Nam cho các chị cái này là 1 triệu 9. Ấy. Ở đây nó có một dàn cái mic gọi là không dây. Cực kỳ đẹp. Made in Japan. Đây là Audio Technical. Đó, một dàn luôn. Em đang có 3 bộ thì 3 bộ này có các anh đã đặt rồi. Anh chị nào muốn mua những bộ tương tự có thể bảo em nhé. Đây, Made in Japan. Đó. Đây là cái bộ thu phát đúng không ạ? Bộ sạc cũng là Made in Japan và mic cũng là Made in Japan. Cái này em đang bán về Việt Nam với giá từ 7 triệu 8. Cái cặp loa 363. Cặp loa 363 thì nó có một cái vết thôi. Nhưng mà em nghĩ nó không phải là vấn đề lớn. Để em quay cho mọi người nhé. Cái chỗ ấy đâu nhỉ? Chỗ này này. Đó, một cái vết nhỏ nhỏ này này. Đâu nữa nhở? À đây đây. Ở bên cái loa này anh chị nhá. Cái này là do cái bên bên vận chuyển nó chuyển đến cho em xong nó bị cái vết như thế này, rất là buồn. Nếu không bị vết như thế này thì là quá tuyệt vời. Cái vết này dài tầm khoảng 2 đốt ngón tay, tức là khoảng 3 cm gì đó đúng không ạ? Nó ở cái mép thôi. Đó, nếu mà nhìn trực diện thì sẽ không phát hiện. Đó, cặp 363 này thì là em gửi về Việt Nam bằng đường hàng không là 22,6 triệu và đường biển là 19 triệu. Anh chị nào quan tâm thì nhắn cho em. Đó. Anh chị nào mua sản phẩm nào trong cái video này thì anh chị chụp lại gửi vào hai số Zalo trên màn hình quý vị anh chị, hoặc là gửi vào trang Facebook giúp. Chỉ có cái vết nhỏ xíu ấy, anh chị nhìn sẽ không thể là phát hiện được. Nếu mà mình không không gọi là soi như kiểu thánh soi thì mới thấy đúng không ạ? Ok, ở đây em có cái âm ly gọi là siêu hiếm và công suất cực cao. Con âm ly này là âm ly tích hợp giải mã. Cái này là Luxman.
Luxman LV109. Đó, em đang test nhạc bằng cái âm ly này. Cái này đi đường hàng không về tận nhà quý vị anh chị là 14.500.000. Cái âm ly này không phải là lúc nào mình cũng mua được đâu. Em nói như vậy không phải là để bảo là anh chị mua đi, nhưng mà đúng thực sự nó là như thế. Hàng cực kỳ nét luôn. Đó, em đang test bằng cái cặp Pioneer. Cặp Pioneer này có công suất cực đại là bao nhiêu nhỉ? 280W anh, 8 ohm. Đó, con này có mã hiệu là CSV36LR. Hình thức cực kỳ đẹp và có cả cái giá treo đây này anh chị. Đó, cái này treo mình treo lên tường này. Cả hai bên đều giống nhau anh chị nhé. Cả hai bên đều giống nhau, mình sẽ treo lên trên tường. Đây. Em mở cái căng hai bên giống nhau, ở một bên thôi. Đó. Cực kỳ đẹp. Anh chị không phải nghĩ ngợi gì cả. Em đã lấy về nhà em ấy để gửi về ấy, thì nó sẽ đẹp cực kỳ luôn. Thì em mới lấy vì nếu không thì sẽ không bán nổi ấy. Cái này em gửi về Việt Nam bằng đường hàng không tận tay các anh chị là 7.900.000. Pioneer Karaoke. À đây, tiện đây em quay cho mọi người cái chép. Chép cái này là sản xuất của CPI6. Con này là sản xuất ở Made in Spain, là Tây Ban Nha đúng không ạ? Của hãng Bema. Đó. Cực kỳ đẹp như mới anh chị, đẹp không ạ? 3,4 triệu về tận tay các anh các chị. 3,4 triệu. Hai bên như một ấy. Đẹp như nhau. Đó. Nó trái cực cho nên nó đẩy nhau. Đó, ok không ạ? Tiếp theo đây là cái chép lửa. Chép này là của Fotech. Con này cũng rất là ít gặp thôi. Giá 3 triệu Made in Japan. Con này có mã là FT20H, 3 triệu về tận tay các anh các chị. Mới không ạ? Nhìn nó quá mới luôn, nó không cả bị kiểu dỉ xét gì ấy. Mọi người nhỏ, em thấy nó quá mới, quá đẹp đúng không ạ? Đấy, nhìn cái viên đạn ở bên trong nó nhọn như thế này cơ mà, quá đẹp đúng không ạ? Rồi, đấy em thấy nó cực kỳ hợp lý đúng không ạ? Đây là cái âm ly Marzahn, cái này full điều khiển luôn, cái này đã có anh chốt rồi. Mã của nó là PM14SA. Cái này em bán sẽ từ khoảng 32.500.000 trở lên đây. Nó đẹp, gọi là không tì vết luôn, không tì vết luôn anh chị ạ. Đó. Không tì vết gì cả luôn. Phía sau của nó đây. Bóng sáng lắm nhưng mà em để đây nó che mất rồi. Đó. Anh ý chốt cái cặp cặp BV kép này. Cặp BV kép này với cả cái Marzahn đó. Cái BV kép này là 805 anh gửi về Việt Nam cho anh ý có giá là 38.500.000 đi đường hàng không. Đến tận nhà anh ý. Đường hàng không em sẽ báo giá về tận nhà các anh các chị nhá. Còn đường biển thì em chỉ báo giá được tới kho thôi. Còn đâu cái tiền là ship nội địa trong nước ấy, thì là anh chị sẽ gửi. Khi mà anh chị nhận hàng, anh chị sẽ gửi cho bên ship. Mùa đông đi bán quạt thì nó hơi bị ngược, nhưng mà không sao cả. Em là gọi là có gì bán đấy, cho nên là không vấn đề gì hết. Cái quạt này rất đẹp. Về tận tay quý vị anh chị là 4.100.000 anh đi đường hàng không. Con này là Sanyer. Sanyer đây. Đó. À, nó bóng loáng luôn đấy. Đây anh chị. Hoạt động hoàn toàn bình thường. 4.100.000. Đấy ạ. Nó có thể chỉnh được cái độ cao của nó lên. Nó chỉnh bằng cái này lên. Đấy. Chỉnh được lên đấy anh chị nhá. Rất là đẹp. Cái loại quạt cổ này em thấy nó quay mát hơn cái quạt bây giờ rất là nhiều. Em không hiểu tại sao. Có thể là do cái gì nhỉ? Cái lồng họ sản xuất nó rộng hoặc là như thế nào đó mà nhà em đang dùng hai cái quạt cổ như thế này và nó quay mát hơn cái quạt hiện đại bây giờ, cho nên em bỏ hết quạt hiện đại bây giờ. Em dùng quạt cổ sướng hơn, không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà sự thật đó là như thế anh chị ạ. Đây có một cái đồng hồ để bàn gọi là bằng gỗ luôn ý. Citizen anh chị nhá. À, cái này em bán có giá là 2 triệu về đến tận tay các anh các chị. 2 triệu. Con này giá gốc của bên Nhật ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 đến 5 triệu anh chị. À, cái bộ giấy tờ này là của con BV kép, con loa BV kép, có đồng hồ.
Thì đồng hồ em bán đủ các loại đồng hồ, chủ yếu là em bán ở trên website hangnhatgiảmgia.com. Cái đồng hồ anh chị chủ yếu là em bán ở trên trang web này hangnhatgiảmgia.com. Đó, anh chị quan tâm đến đồng hồ thì có thể ghé vào trang web này để tìm đồng hồ giúp cho em với nhé. Đồng hồ đó thì ở đây có mấy cái thôi. Ví dụ như cái vừa sạc này, cái vừa sạc này là mới 100%. Nó mới 100%. Cái này kính sapphire, con này em đang bán là hơn 20 triệu, tầm khoảng 22 triệu hơn, đúng không ạ? Đó, bảo hành quốc tế, có thẻ đàng hoàng. Mạ vàng rất đẹp, mạ vàng PVD anh chị ạ. Ở đây có một cái Zippo đời mới, mới 100%. Con này là khắc chìm con gấu trúc và tre trúc gì đó đúng không ạ? Em bán 1 triệu tư về đến tận tay các anh các chị ạ. Cái đồng hồ này thì là 4 triệu mốt này. Cái này thì em chỉ còn là một cái thôi. Em chỉ còn một cái thôi, 4 triệu mốt. Cái này là size 4, 42, 43 gì đó. Con này giá gốc tại Nhật của nó rơi vào tầm khoảng 7 triệu. Bây giờ em bán 4 triệu mốt. Cái đồng hồ này hôm nọ em bán 3 triệu rưỡi mà các anh các chị có vẻ không quan tâm. Cái giá gốc của nó khá là cao. Đây, giá gốc của nó tầm khoảng 6 triệu cơ. Đấy, made in Japan máy cơ. Em bán 3 triệu rưỡi mà cũng không bán nổi này, chết dở thôi. Hôm nay ngày cuối cùng rồi, em lại bán rẻ tiếp anh chị ạ. Anh chị nào mua thì nhắn cho em. Không còn là 3 triệu rưỡi nữa mà nó chỉ còn là 3 triệu 2 thôi. Gọi là đẩy nó đi luôn đi đúng không ạ? Không để nữa. 3 triệu 2 thôi. Em có cả dây loa, em đến dây loa thì cũng có thể quan tâm nhắn cho em. Đây, dao kéo đây. Dao kéo gọi là vô đối luôn. Hôm nay em có những cái bộ dao cực kỳ chất lượng. Em sẽ bỏ ra cho mọi người xem con dao này, cái sống lưng của nó dày. Nó dày gọi là đáng ngạc nhiên, mới 100% nhé, nhưng mà họ để lâu ấy anh chị. Cái chỗ này mình chỉ cần đánh nhẹ một xíu là nó sẽ hết ngay tức khắc cái xỉn này. Con này nó phải nói là chất lượng nhất từ trước đến nay mà em gặp ấy. Hôm nay có hai con mà em nghĩ là chất lượng cực kỳ luôn. Đó, nhà em đang dùng một cái y như thế này. Nó sắc mà phải nói là cái thép của nó cứng vô cùng luôn anh chị ạ. Đó, cái sống của nó dày như thế này, mình vừa chặt được này, vừa thái được. Sống của nó khác hoàn toàn với cái con này, con bên cạnh này nó mỏng hơn một xíu anh chị nhá. Đấy, đây thấy không ạ? Nó khác khác nhau ấy. Cái sống của nó cầm nó đầm tay nó nặng lắm. Con này em sẽ bán là 1 triệu 6 với 100% nhưng mà kiểu để lâu ấy anh chị. Đó, còn nguyên hộp với cả sổ sách giấy tờ cơ mà. Còn con này là 1 triệu 2 anh chị ạ. 1 triệu 4 không phải đâu, 1 triệu 2. Tất cả là hàng Nhật Bản. Bản con này thì mỏng hơn con kia về cái thép một xíu. Nó nhưng mà nó cũng rất là sắc bén. Made in Japan. Cái này nó đắt đấy bởi vì nó là hàng cực kỳ chất chứ không phải là hàng gọi là Japan mỏng mảnh gì đâu anh chị ạ. Đây, em này cũng mới gọi là đẳng cấp. Con này chặt thì thoải mái anh chị nha. Chặt nó nặng. Đấy, như em nói là có hai con này. Là hai con mà cái sống của nó cực mạnh luôn. Anh chị mà mua combo đủ cả bốn cái này. Đâu, mấy cái này nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 con này. Thế là đủ nhà bếp anh chị dùng gọi là thoải mái luôn. Không biết hỏng là gì, dùng thoải mái. Không biết đến bao giờ nó mới hỏng. Đây, con này còn nguyên hộp 1 triệu 9 thì em nghĩ là mình sẽ chặt những cái mềm ấy và có thể thái hoàn toàn bình thường. Đó, chặt những cái mềm vì em thấy cái sống này nó hơi mỏng. Đó, chặt những cái ví dụ như thịt gà các thứ mềm ấy thì ok đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chặt xương và xương lợn to ấy, thì anh chị phải xài cái này. Đó, nó dày. Cái sống của nó dày ấy. Đó, cái này thì là 900 dùng để thái. Đây người ta ghi cả vẽ cả cái hình đây, người ta biết rồi, thái rau đúng không ạ? Đó, thái rau, thái thịt, ok. Đây là 1,7 triệu kéo cực kỳ xịn. Kéo này dùng để làm gì đấy ạ? Cắt vải làm thợ may này, hay là nói chung là liên quan đến vải vóc ấy. Nên sắm một con chất lượng như thế này của Nhật để cắt vải. Đây anh chị làm nhà bếp thì quan tâm đến cái kéo cắt nhà bếp này, nhà em cũng dùng cái y như thế này luôn, gọi là cắt siêu sắc, cắt hành này, cắt thịt này, cắt rau các kiểu. 450.000. Ok, vậy là em báo giá đã gần như là hết các cái sản phẩm ở đây rồi. Đây có cả loa Bluetooth kia, cái loa Bluetooth kia thì em bán 2,7 triệu về đến tận tay các anh các chị. Loa Bluetooth
Đúng ạ. Đó, anh chị nào mà quan tâm đến cái sản phẩm nào trong đây ấy, thì chụp lại màn hình và gửi vào hai số Zalo hoặc là trang Facebook hàng Nhật giảm giá.com giúp cho em. Em sẽ báo giá lại nếu mà anh chị không nhớ, hoặc là em sẽ cho anh chị số tài khoản để anh chị chuyển khoản cho em. Và xem là cái hàng đó còn hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta phải 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 hỏi thì mới biết được, đúng không ạ? Có những cái video test nhạc của những cái con này thì em đều up ở trên trang Facebook hàng Nhật giảm giá.com. Và nếu mà anh chị muốn thưởng thức cái chất âm nó chuẩn nhất ấy thì anh chị phải đeo tai nghe vào thì nó mới chuẩn được, còn đâu mình để ngoài ấy thì em nghĩ là nó sẽ nhiều tạp âm lắm. Còn em thu âm qua điện thoại thì nhiều khi nó cũng không chuẩn, nhưng mà mình phải nghe trực tiếp thì mình mới thấy nó rất là ok. Đó. Tết rồi, nhà em cũng chỉ có thế này thôi. Rồi một lần nữa em xin chúc quý vị cô chú anh chị một năm mới 2023 thật là mạnh khỏe và nhiều niềm vui. À đây em còn có cái cặp 121 này, cũng như cặp 121 này em 4 triệu 9 về tận tay anh chị. Đi đường hàng không, còn cái con ở bên dưới này là con Sansui SP50 em bán giá là 9 triệu. 9 triệu đi đường hàng không. Bỏ ra cho mọi người xem thử nhé.